ra ngay bờ hồ sông Kinh ha, uống cà phê ngắm cảnh rất là chiều anh chị, rất là đẹp. Vừa rồi thì cô chú chị cũng đã thấy trên màn hình, đó là một đường quay về cái hồ sông Kinh và cái rừng bảo tồn thiên nhiên ha, Phước Bủ Bình Châu đó. Cái rừng này thì rất là lớn anh chị, nó có diện tích lên tới là 22.000 hectare ha, kéo từ đầu huyện tới cuối huyện, cũng như là rừng này có tên gọi là Phước Bủ Bình Châu ha. Bình Châu, xã Bình Châu đó thì nó là nằm cuối của huyện Xuyên Mộc, còn Phước Bủ mình thì nằm ở phía đầu huyện ha. Đó. Hiện tại em Điền đang ở đây thì ở ngay quán phê, thì ở sau quán phê này là ngay cái view hồ sông Kinh ha, và view rừng đó nhìn rất là đẹp. Cái hồ sông Kinh này thì nó quy hoạch khoảng đâu đó là cái thủy lợi nha, quy hoạch nước thủy lợi, hồ thủy lợi thì nó là 53 hectare từ đây luôn, kể cả quán này luôn ha, cũng đang bị dính quy hoạch luôn, quán này cũng đang bị dính quy hoạch luôn ha. Đó, nó chưa làm thôi thì nó kéo dài hết đây luôn ha, bên này qua bên này ha. Cái hồ thủy lợi này rất là lớn anh chị, 53 hectare. Thì nói chung là ở huyện Xuyên Mộc mình thì cũng như là ở thị trấn á, thì có một cái hồ ha, hồ công viên, đó là hồ Bà Tô đó. Thì cái hồ đó thì nói chung là nó đã có sẵn tiềm năng rồi đó, công viên rồi những cái tiện ích xung quanh đó thì nó có đầy đủ hết rồi ha. Còn như cái này thì nó còn mới, thì cũng là quy hoạch tương lai, tương lai sẽ quy hoạch là công viên công cộng ở đây ha, và có bờ hồ chứa nước ở đây. Nói chung là cảnh ở đây thì rất là đẹp luôn ha. Đầu này sẽ là mở vòng xoay này, và xung quanh đây sẽ có một vài cái dự án là đất khu chơi giải trí công cộng, cũng như là nó sẽ làm quảng trường này và công viên đó. Rất là tiềm năng luôn anh chị ha. Trước cái quán cà phê này là đường mặt tiền đường Huỳnh Minh Thành nha anh chị nha. Đó. Và sẵn đây em Điền có một cái bất sản ha. Cách cái đường Huỳnh Minh Thành này khoảng đâu đó là vài chục mét thôi là tôi vào tới đất mình rồi ha. Cái bất động sản mà em Điền chuẩn bị giới thiệu ở đây thì nó có diện tích là 2.800 m², gần 3.000 đó, tính ra là gần 3.000 m² đó, và đang có sẵn là 300 thổ cư. Mặt tiền đường là bám theo đường nhựa nha, nó thuộc thị trấn luôn, bám theo đường nhựa là 55 mét mặt tiền đường nhựa đó. Và có một con đường xẻ giữa đất nữa, rất là tiềm năng luôn, rất là đẹp luôn anh chị. Và gia chủ mà muốn bán bất động sản này cũng đang thực sự đang rất là kẹt tiền ha. Bán tổng lô này là 15 tỷ anh chị ha. Đó. Thì xíu nữa em Điền sẽ quay review chi tiết cho cô chú chị mình xem nha. Nói chung là bất động sản đó thì cái đuôi của mình nó sẽ là về hướng view này ha. Đất mình thì nó cao hơn cái khu vực này. Đất mình thì cái thế đất nó cao hơn cái khu vực em Điền đang ngồi đây ha. Thì nó sẽ cái đằng sau đất đó nó sẽ là nhìn ra cái hướng view này anh chị ha. Đó. Rất là đẹp luôn, em Điền nghĩ là bất động sản này rất thích hợp cho cô chú chị nào mà đầu tư nghỉ dưỡng ha, hoặc là đầu tư về những cái mảng kinh doanh ăn uống ha, dịch vụ, nói chung là dịch vụ ăn uống này kia, nhà hàng, hải sản, khách sạn, vân vân. Nói chung là cái thế đất này em Điền thấy rất là đẹp, rất thích hợp cho cô chú chị nào rồi đang có nhu cầu như vậy ha. Và cô chú chị nào mà đang có tài chính tầm 10 tỷ trở lên ha thì quan tâm, thì cái bất động sản này em Điền nghĩ rất thích hợp. Cô chú chị nào có nhu cầu thì liên hệ liền em Điền cái lô đề ha. Đây khúc này quy hoạch của nó là nó sẽ làm cái vòng xoay của huyện ha. Cái vòng xoay này cũng tương đối là lớn, nó lớn cũng ngang ngửa với lại cái vòng xoay Bà Tô, có khi lớn hơn luôn anh chị ha. Đó. Và bên cái chỗ phần đất trống này này đó, thì nó là quy hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng. Thì cái bất động sản mà em đi chuẩn bị giới thiệu ở đây thì nó giáp cái đuôi với lại cái mảnh đất này ha. Đó, nó nằm đằng sau kia ha. Đó, nó cũng tương đối là gần. Nói chung là bờ hồ sông Kinh này thì cách đường chim bay nha. Vào đất mình khoảng sau đít đất mình khoảng đâu đó là vài chục mét thôi. Đó. Còn hướng này là mình hướng này mình đi xuống biển Hồ Tràm á chị nha. Thì hướng này là hướng trục chính rồi. Đi xuống biển Hồ Tràm đâu đó khoảng là 6 cây số thôi. Đi đường này ha. Và đi tới đầu kia thì gặp giao với lại đường Xuyên Phước Cơ đó. Nói chung là tuyến đường mình này, đường nào mà cô chú chị nào mà đi về biển Hồ Tràm thì 90% là cô chú chị ở khách hàng ở Sài Gòn và Đồng Nai thì đa số đi bằng đường này ha. Đó, đường Huỳnh Minh Thành hoặc là đường Xuyên Phước Cơ.
Ở đây thì nhà trọ, nhà nghỉ, kinh doanh khách sạn này kia rất là nhiều anh chị ha. Vừa là du lịch, vừa là kinh tế ở đây ha. Hiện tại em Rina có mặt ở tại vị trí bất động sản của mình rồi ha. Thì anh chị hồi nãy em đi đi hướng này vô ha. Thì đường Huỳnh Minh Thành đó đi vào đây khoảng đâu đó 100 m thôi. Ha, có khi chưa tới. Đó, là vào tới bất động sản của mình ha. Còn cái hướng ngược lại bên này mình đi thẳng ra khoảng 100 m, 200 m thôi là mình ra ngay đụng ngay cái đường Xuyên Phước Cơ luôn ha. Đường Xuyên Phước Cơ đó là trục chính mình đi xuống biển rồi, không phải nói rồi. À, rẽ bên tay trái mình đi khoảng 6 cây nữa thôi là mình tới biển Hồ Tràm. À, đó, du lịch Hồ Tràm thì cô chú chị cũng đã biết rồi ha, biển, à, vừa rừng vừa biển. Đó. Còn rẽ phải nha, mình sẽ đi được thành phố Hồ Chí Minh cũng như là giao la quốc lộ 55 ha. Đó. Ở đó thì nói chung là tuyến đường thông thương quốc lộ 55 đó thì liên tỉnh liên huyện rồi anh chị ha. Hồi nãy thì em điền ở phía sau này. Rồi đây anh chị ha, cái vấn đề quay lại vấn đề chính. Bất động sản mà em điền muốn giới thiệu đây anh chị. Có diện tích là ngang là 55 mét mặt tiền đường nhựa này ha. Đường nhựa anh chị có thể thấy này, đường này container chạy luôn á. Ranh từ đây anh chị ha. Đây. Từ đây đổ qua là 55 mét mặt tiền đường này. À, rất là nhiều mặt tiền rất là nhiều anh chị. Và chỗ này nó bẻ sâu vào trong là sâu là 25 và nó ôm qua ha. Bất động sản này thì không phải là cái hình thù vuông vức cho lắm, nói chung là cái hình bầu bầu á, nó bo ôm luôn phía sau đó ha, theo cái hàng ranh cây lớn 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 đó chị ha, mấy cây tràm đó, đó bo qua đó. Thì cái cạnh bên này thì sâu khoảng là 40 7 m, gần 48 m ha, bên này là 48 m đó. Trải dài qua là 55 mét mặt tiền đường. Khu dân cư đất mình thì thuộc thị trấn Phước Bụ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị nha. Đó. Cô chú chị có thể thấy này, cái thế đất của mình thì nó hơi triền một chút xíu ha. Đó. Nhưng mà nếu mà mình mua về thì mình sẽ cải tạo về cái phần đất này một chút xíu, nói chung là cũng không nhiều ha. Sẽ đổ cho nó cao đất lên tí. Đó, thì cái thế đất nó rất là cao anh chị ha. Đó. Hồi nãy cái quán phê em Điền ngồi uống ở bên này này. Đó. Nói chung là mình quay dưới đất đây thì mình sẽ bị mấy cái cây nó hơi che chút xíu, nhưng mà mình bay lên cao là thấy rõ toàn bộ phía sau luôn anh chị ha. Đây, bưu sản mình thì tới đây à. Đó là 55 mét ha, đổ lui là 47 mét, 48 mét. Đó. À, em nghĩ là cái video này sẽ tương đối là dài ha, cô chú chị chịu khó xem. Tại vì em Điền thực sự là rất tâm huyết cái lô đất này ha. Nó rất là tiềm năng nó. Nếu mà cô chú chị nào mà đang có khoảng trên 10 tỷ á, thì có nhu cầu đầu tư á, thì nên xem cái video này, nên xem cái bất động sản này nha. Trước mắt về bất động sản này thì mua thì mà để mua để phân lô á, thì lợi nhuận thì vẫn có lợi nhuận, nhưng mà nó chưa đủ tầm ha, nó chưa đủ tầm để mình làm điều đó. Đó thì cái lô đất mình ấy, nó sẽ xẻ con đường ở giữa, đi giữa đất luôn anh chị ha. Là tất nhiên là xẻ thì đất mình sẽ bị nói chung là bị mất đi phần đất, nhưng mà sẽ được bồi thường không nói rồi ha. Thì được sẽ được đền bù không nói rồi, nhưng mà nó sẽ lòi ra mặt tiền, hai mặt tiền ha. Đất mình sẽ được trả đôi ha. Thì cái phía bên bên này mình sẽ được đây, mình sẽ được là 38 mét mặt tiền bám theo cái đường mà quy hoạch á. Đường quy hoạch đó thì mình đi nó sẽ từ cái đường 274 nó sẽ xuống đây luôn anh chị. Đó, nó giao ra đường Huỳnh Minh Thành đằng phía sau luôn ha. Đó, là bên cái phần đất này nha, là còn là gần 600 mét vuông và có là 38 mét mặt tiền đường ha. Ở bên này ha. Đó. Đường này thì đường quy hoạch này rộng tương tự cái đường Huỳnh Minh Thành phía ngoài đó, sẽ có vỉa hè luôn vậy đó. Và còn cái phần đất bên kia đó, nói chung là cái đường quy hoạch của mình thì nó bị hết đâu đó là phần đường là hết 700 mấy mét vuông rồi. Thì cái phần bên này còn lại nha, cái phần bên này còn lại của mình sẽ còn là 1.600 mét vuông, thì nó sẽ bám theo cái đường kia đó là 51 mét ha, 51 mét mặt tiền đường quy hoạch đó. Đó, và tổng diện tích là 1.600. Đó. Nói chung là vừa có mặt tiền đường này và vừa có mặt tiền đường quy hoạch đó, đâm ra là
mình làm nhà hàng khách sạn này kia ha, nhà nghỉ, không phải nhà nghỉ, khách sạn nhà hàng này kia, nó rất là hợp lý luôn. Mình có thể là mình làm một bên, còn một bên mình sẽ cắt xẻ phân lô ra tiếp ha. Nói chung là 15 tỷ cho tổng bất sản này thực sự là rất là rẻ luôn. Thực sự ra thị trấn mà đường tính theo mét vuông rồi thì đường đường bê tông không là đã là trên 10 triệu một mét vuông rồi chị ha, ở thị trấn mình. Còn mà đường nhựa này thì có cho chị nghĩ đi, khoảng gần đâu đó là 20 một mét vuông, thì tùy bất động sản thôi. Bất động sản mình thì nó có diện tích lớn thì sẽ rẻ lại, nhưng mà nó rẻ phần nào thôi, nhưng mà tính ra bất động sản mình chỉ có vài triệu một mét vuông thôi ha, rất là rẻ luôn. Đó. Đường thông thương. Đó. Đi xuống hồ Tràm cũng gần nữa chị ha. Đó. Đất du lịch kinh doanh rất là tốt luôn. Đó. View à. Vừa view hồ này, hồ sông Kinh này, vừa view rừng đó. Thì như có cái video trước thì anh Điền có giới thiệu sơ cái hồ Bà Tô đó, chị cũng có thể thấy cái tiềm năng của nó ha. Đó thì cái hồ sông Kinh này tương lai tiềm năng nó cũng không kém cạnh gì hồ Bà Tô, có khi vượt bậc hơn luôn chị. Tại vì khí hậu dưới này nó mát hơn so với trên đó nhiều ha. Trên đó chỉ có hồ Bà Tô thôi, còn dưới này là vừa hồ này, vừa hồ thủy lợi mà vừa cái rừng nguyên sinh nữa. Đó, đâm ra là khí hậu nó được hưởng rất là nhiều ha. Đó. Ở đây có ngã ba này, ngã ba mình rẽ bên tay phải mình sẽ chạy lên lại hồ Bà Tô đó, hướng hồ Bà Tô đó chị, rất là đẹp. Từ Sài Gòn mà có chuyến gì di chuyển về đây mất 2 tiếng đồng hồ ha, mình đi cao tốc, tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa thì mình chắc di chuyển được tiếng rưỡi đó. Cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ ngay em đi nha, em đi sẽ nói lại cái thông tin ha. 55 mét mặt tiền ha, và đang có hướng là hướng Tây Bắc ha, hướng Tây Bắc, và có tổng diện tích là 2.800 mét vuông, gần 3.000 mét vuông, có sẵn là 300 thổ cư ha. Đó. Giá là 15 tỷ anh chị, rất là rẻ luôn. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ em đi nha. Em Điền cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi kênh của em Điền trong thời gian vừa qua. Thì em Điền cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em. Xin chào.